Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài báo thức online trên máy tính. Ví dụ như là khoảng một tiếng nữa tôi có việc thì tôi sợ bị quên nên tôi sẽ tiến hành là cài báo thức trên máy tính để tránh bị quên. Đó, ví dụ như là hiện tại là 4 giờ 37 phút. Bây giờ tôi muốn là cài 5 giờ 30 là nó sẽ báo thức cho tôi để tôi biết để tránh bị quên. Thì để cài báo thức online trên máy tính thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây. Đầu tiên, các bạn chúng ta sẽ mở trên dịch web lên này. Tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ truy cập vào trang là google.com. Sau đó đây, các bạn chúng ta sẽ vào ô tìm kiếm và nhập từ khóa là báo thức online. Đó, nhớ nha, vào ô tìm kiếm và nhập từ khóa là báo thức online. Sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm enter. Thì lúc này á, Google sẽ tìm kiếm và trả về các kết quả. Rồi đây, nó có các chức năng như sau: đồng hồ báo ngược này, đồng hồ bấm giờ, đồng hồ online, đếm ngược ngày, đếm ngược online. Đó, nếu như các bạn chúng ta chỉ muốn là cài báo thức thôi thì chúng ta sẽ chọn vào đồng hồ báo thức ở đây này. Đó, tiếp theo các bạn chúng ta sẽ cài giờ. Rồi, hiện tại là 16 giờ 38 phút 09 giây. Tôi muốn là cài một tiếng nữa nó sẽ báo thức. Một tiếng nữa thì nó lâu quá. Bây giờ tôi sẽ cài cho các bạn xem nó báo thức luôn nha. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn là 16 giờ này. Số phút ở đây hiện tại là 38 thì tôi sẽ cài là 40 đi. Đây, 40. 16 giờ 40 phút thì nó sẽ tiến hành là báo thức cho tôi. Rồi tiếp theo đây, các bạn chúng ta sẽ cài âm báo này, đồng hồ báo thức này, tiếng kèn, tiếng gà gáy, tiếng còi, tiếng báo động. Đó, các bạn chúng ta sẽ chọn một âm thanh bất kỳ nha. Ở đây tôi sẽ chọn là đồng hồ báo thức này. Rồi, tên báo thức các bạn có thể là đặt tên bất kỳ nha. Ví dụ như đây tôi sẽ đặt là báo thức 1 đi chẳng hạn. Xong rồi, bây giờ tôi sẽ chọn là đặt báo thức. Rồi, đó, các bạn thấy không? Lúc này nó sẽ đếm ngược này, khoảng là 53 giây. Thì nó sẽ báo thức cho tôi. Đó, bây giờ chúng ta cùng đợi nha. Sau khoảng thời gian này thì nó sẽ đếm nha. Bởi vì tôi cài có 1 phút thôi thì nó cũng rất là nhanh nha, bởi vì tôi muốn cho các bạn thấy luôn kết quả nên tôi sẽ cài ít phút lại. Còn nếu như trên thực tế các bạn chúng ta sẽ cài nhiều hơn nha. Đúng giờ nó sẽ thông báo cho các bạn, miễn là các bạn chúng ta đừng tắt trên dịch web nha. Đó, bây giờ chúng ta đợi khoảng là 23 giây nữa đây. Đó, đây nó sẽ hiện này. Đây là kết quả mà tôi vừa cài đặt trước đó. Rồi, còn 13 giây này. 10 giây. Đó, các bạn thấy không? Lúc này nó đã nghe được báo thức này. Và chúng ta đang làm việc đó thì chúng ta sẽ nghe được nha. Đó, các bạn làm việc là chúng ta sẽ nghe được báo thức. Rồi, nếu mà các bạn chúng ta muốn dừng này, các bạn bấm vào dừng này. Đó, nó sẽ không báo nữa. Đó, chúng ta tha hồ mà làm việc nha, không sợ bị quên. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách cài báo thức online trên máy tính. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều khách cùng xem. Cảm ơn theo dõi.